chăng? Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 3. Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp của Ủy ban Hành động chống chiến tranh và chủ nghĩa đế quốc của quận 17 tổ chức tại nhà công đoàn ở phố Lê Văn Đơn. Năm 1946, báo Cứu Quốc đăng tuyên cáo cùng dân chúng Pháp và Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tướng Lê đồng ký tên nêu rõ chủ trương quân Pháp sẽ trở lại khu vực phía Bắc vĩ tuyến 16 và kêu gọi người Pháp và người Việt Nam hãy tuân lệnh những người lãnh đạo của hai nước, thi hành các mệnh lệnh một cách triệt để cùng nhau xây dựng kinh tế và kiến thiết. Năm 1953, Bác viết bài Giai cấp nông dân đăng trên báo Cứu Quốc, nêu rõ giai cấp nông dân là quân chủ lực của cách mạng, đóng góp cũng như hy sinh nhiều nhất cho cách mạng. Tuy nhiên giai cấp này vì hoàn cảnh kinh tế lạc hậu mà nông dân thường có tính hữu cường, rời rạc, tư hữu. Do vậy, giai cấp công nhân phải đoàn kết họ, giúp đỡ họ và lãnh đạo họ vì họ là lực lượng rất to lớn vững chắc, thế là công nông liên minh. Năm 1959, Bác Hồ kết thúc chuyến thăm hữu nghị Indonesia, trên đường về nước quá cảnh tại Rangoon, thủ đô Miến Điện và hạ cánh xuống sân bay Côn Minh trước khi về nước. Năm 1960, báo Nhân dân đăng bài Tốt trong loạt bài bình luận về nhanh, nhiều, tốt, rẻ. Phân tích yếu tố tốt, Bác nhấn mạnh đến chất lượng sản phẩm và kết thúc bằng mấy câu văn vần dễ nhớ. Làm nhanh mà không tốt, có gì là vẻ vang, đã là người làm chủ, tính toán phải đàng hoàng, nhiều, nhanh, tốt, rẻ rõ ràng, lợi dân, lợi nước đôi đàng vẹn đôi. Năm 1961, Bác đến dự Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 3 và căn dặn phải xóa bỏ cái tâm lý tự ti và ỷ lại, phải có cái chí tự cường, tự lập, phải nâng cao lên mãi mãi trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật. Chị em phụ nữ ta phải nhận rõ địa vị người làm chủ và nhiệm vụ làm chủ nước nhà, phải có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới để làm tròn nghĩa vụ mới. Năm 1967, Bác viết bài Đáng khen và đáng chê đăng trên báo Nhân dân, đưa ra tấm gương một chủ tịch ủy ban xã vừa công tác tốt vừa nuôi lợn giỏi và tình trạng mổ lợn bừa bãi của một cửa hàng thực phẩm cùng trong tỉnh Thái Bình dưới bút danh Chiến sĩ. Bác yêu cầu những cơ quan có trách nhiệm kịp thời khen và chê để làm gương cho mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem video. Nhớ đừng quên like video, theo dõi kênh để nhận video mới nhất và nhớ chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn.